Vệ sinh máy ảnh là việc khá quan trọng để tăng tuổi thọ máy ảnh cũng như không làm ảnh hưởng đến chất lượng quay chụp. iCamera giới thiệu đến bạn sản phẩm bút lau ống kính máy ảnh Lenspen LP1 để bạn có thể vệ sinh lens máy ảnh thuận tiện hơn. Bút lau lens có hai đầu, một đầu là chổi phủi bụi, một đầu là khăn lau, giúp bạn lau bụi bẩn hay vết vân tay trên ống kính một cách chuyên nghiệp mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng lens. Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn để bạn có thể mang theo dễ dàng trong túi đựng máy ảnh và phụ kiện. Ngoài ra, bút lau lens còn có gài bút, bạn có thể cài vào túi áo và lấy ra dùng nhanh chóng khi cần thiết. Lưu ý, bút lau lens được thiết kế để lau màn hình LCD nhỏ, không dùng trên bề mặt ướt, không nên dùng với các màn hình lớn như laptop. Để đặt hàng sản phẩm này, các bạn vui lòng truy cập website icamera.vn hoặc gọi tới số hotline của chúng tôi. Hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh yêu công nghệ nhé các bạn.